Mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay thì mình tiếp nhận một con xe Dream Việt Nam. Đấy, con xe này thì khách hàng rất là mê Dream cho nên là đổi hẳn một con xe Way Alpha 110 hai còn mới đúng không? Đấy. Đổi hẳn một con xe Way Alpha 110 hai còn mới mà lấy một con xe Dream Việt Nam đây anh em này. Đấy, khách hàng rất là đam mê xe Dream đấy, cho nhưng mà lấy về con xe này thì nói chung là giảm sóc giảm xiếc nó cũng hơi dí một tí đúng không? Đấy, nhưng mà đam mê thì biết làm sao được. Đấy, đây khách hàng đây. Nào chú có thể đấy, thế thì con xe này thì trong quá trình đi thì phát hiện ra nó có một cái bệnh là ga lên là không ga được mà nó nổ lục bọp. Đây mình ga lên cho anh em xem nhá. Đấy, xe cứ nổ lục bọp thế thôi, không thể ga lên được. Đấy, mình thì đang nghi là bị CD IC đấy. Thế nhưng mà tháo bên đây ra thì không thấy CD đâu cả. Đấy, chỉ có cái hệ thống này chắc là hệ thống công tắc chống trộm của khách hàng cũ đây. Đúng không ạ? Chồng rất là làm, rất là thiếu khoa học đúng không ạ? Dây dở thì lằng nhằng lắm. Đấy, thì bây giờ bây giờ tháo cái cốp bên đây ra. Em tháo cốp bên đây. Đây, đây. Tháo. Hay là mình đang nghĩ là khả năng là IC khách hàng giấu ở trong cái cốp đây. Tháo ra. Được rồi, cái đấy bỏ ra đã. Cái đấy bỏ sau. Bây giờ tìm bệnh đã. Ga lên lột bọt. Đây. Tháo cái cốp về ra. Đấy, tháo. Khả năng IC trước đây khách hàng người ta giấu ở trong đấy. Để sợ đổi chác mất. Đấy, lôi hẳn ra. Đấy, lôi hẳn cái cục ra. Đặt máy. Con này sạc đây này, bị sạc chém hết rồi. Con này không phải sạc zin. Con này nếu mà lấy về mà ấy chuẩn là phải thay sạc đúng xịn của nó thì mới được. Lôi đây. Lôi mạnh. Đấy, để xem nào. Úi dồi ôi. Con xe này bẩn thế. Có IC nằm trong đây không? Để xem nào. Đấy. Lôi hẳn ra. Đấy, IC đấy thấy chưa? Đã bảo rồi. Xem IC xịn không? Đấy. Con IC xịn không? Đấy. Con xịn đúng không? Con này xịn rồi. Xem nào. Được rồi, IC này vẫn là IC zin đây. Thế nhưng mà từ cắm con IC khác vào xem đã. Ui, con này trong này trông bẩn lắm. Con này nó đốn cắt dây IC ra đi rồi. Cứ để nguyên đấy nhá. Nó là cái đấy, cái dây này nó làm công tắc chống trộm ấy thì. Đây thì. Đây thì dây đen sọc trắng là dây tắt máy thì nó lôi ra đấy để làm công tắc chống trộm ấy thì. Đây IC vẫn là IC xịn anh em này. Thế nhưng mà đấy. Cũng là khách hàng trước là cẩn thận đấy. Giấu ở đây để chống đổi IC này. Thế nhưng mà để kiểm tra nhé, cắm IC khác thử. Con này đang lộp bọp lắm. Thử tạm một con IC khác xem thế nào đó nhé. Đây em ơi, cắm thử con này. Cắm luôn. Thử chưa? Xong rồi, thấp đâu phải làm. Thử chưa, đi chưa? Chưa đạt. Nó hãy còn kém lắm. Xem bỏ cái đấy đi. Để kiểm tra buji đi. Có khả năng buji đi. Mày tháo cả yếm. Đây này. Được rồi, con này bảo dưỡng luôn hả? Đâu, phải làm. Được rồi, bảo dưỡng luôn thì bây giờ để bắt bệnh cái bệnh lộp bọp ấy đã. Để tháo cái bệnh lọt bọt này. Kiểm tra cái bệnh lọt bọt để xem tình hình thế nào đó. Con buji mới. Những cái bệnh lọt bọt về nó là hay ở IC này, buji này nhé. Đấy, cứ làm lần lượt từng bước một ở ngay những cái bên ngoài đó. Cho nó nhanh đấy, kinh khủng con này tí là vì cái hàng hốc ở trong bẩn quá, cái hốc kêu cùi xạo qua, bẩn quá. Con này nếu mà chuẩn là phải thay hết cả ấy rồi.
thay hết cả sạc xiếc cho nó tốt chui nhỉ. Chứ còn sạc giờ hôm nay không được, hệ thống điện là cần phải đồ chuẩn. Tốt rồi, buji. Cho tháo IC ra. Tháo IC ra, cắm IC cũ của nó xem nào. Đấy. Lôi mạnh đây. Con này về xong phải rửa, lôi hết ra, rửa từ trong ra ngoài. Rồi, bẩn lắm. Rửa hết mà, rửa hết. Rồi, mình ra thử nhá. Rồi, xem nào, IC cũ xem nào. Kết luận là nó là buji kém, đúng không? Đấy, vậy thì cái bệnh lọp bọp này thì nó chỉ là quanh quẩn, một là buji mà hai là IC là những cái xác suất lớn nhất. Đấy, còn nếu không được thì anh em kiểm tra các thiết bị tiếp theo, đúng không ạ? Ví dụ như là cao áp cũng thật cũng bị, đúng không ạ? Cao áp nó cũng thể bị, hoặc là tẩu buji, đúng không ạ? Thì con này kiểm tra rất là nhanh, nó chỉ đơn giản thế thôi. Thì con xe này thì chắc chắn là thôi thì phải làm ấy rồi, làm sạch sẽ lại rồi. Đấy, đường dây rất phải băng bó, vì chuột cắn anh trông cũng sứt hết dây ra rồi. Con sạc này thay luôn. Đấy, sạc thay luôn, sạc Honda xịn luôn. Này chắc rửa rồi, hàng thấp anh em nhìn thấy bẩn cái này cơ mà, đúng không ạ? Đấy, rất là bẩn nhá. Đấy. Bình này bình Aqui và Lobe rất là tốt, mới thay xong. Đấy, thôi được rồi. Đấy, con này thì giờ hãng tạm thế để tìm ra bệnh đã, thay con Uzi cái là được ngay. Đấy. Con này một con xe Dream Việt Nam. Đấy. Con này thì đấy, khách hàng mới đổi xong. Đấy, đổi một con xe Way Alpha 110 hãy còn mới, lấy một con xe Dream Việt như thế này. Đây anh em nhìn này. Đấy. Nhưng mà khách hàng thì rất là đam mê xe Dream. Đấy, cho nên là đổi luôn. Đấy. Và cái này thì xác định là bộ giảm sóc này khả năng là bắn bỏ thôi nhỉ, bởi vì là bẩn lắm. Nếu mà làm đẹp thì giảm sóc này cũng phải xoa đi thôi vì dí hết rồi. Đấy, tem tiếc là phải mua tem mới, dán lại cho nó đẹp. Đúng không ạ? Đấy, thôi cứ làm dần, đúng không ạ? Đúng. Thôi thì bây giờ đã thích rồi thì cứ phải làm đẹp thôi. Thôi thì cái video này thì mình cũng chia sẻ ngắn gọn thế thôi. Cái bệnh của nó là đấy, khách hàng đổi con xe này về thì đi dậm giật là không thể chịu được thì mang xuống để mình kiểm tra cho. Đấy thì và thì những cái này thì và những cái này sơn lại hết, đúng không? Tháo rỡ ra sơn lại hết toàn bộ luôn cho nó đẹp. Thì là đi dậm giật khó chịu, ga không lên được. Đấy, cho nên là mang xuống mình kiểm tra qua cho và cũng là mông má lại để cho nó đẹp lại. Đấy thì cũng rất thích xe Dream. Thế này tem chiếc là mua dán lại hết, đúng không ạ? Thì cái video này mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Mình có cái trong quá trình mình sửa chữa mà có cái ban bệnh nào mà cái điều kiện cho phép mình có thể quay lại được thì mình cũng quay lại để cho những anh em tham khảo, đúng không ạ? Anh em nào quan tâm thì anh em tham khảo xem cái ban bệnh thực tế, đúng không ạ? Thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây nhé. Đấy thì còn cũng như thường lệ thôi, với những anh em mà cần những cái sơ đồ mạch điện lẻ, đúng không ạ, rồi là những cái dòng máy đọc lỗi Motoken 7, Motoken CE cũng như là Motoken Tab, những cái dòng máy có thể nói rất hiện đại trên thị trường hiện nay. Đấy thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Đấy, đặc biệt là những anh em nào mua máy thì mình vẫn tiếp tục gửi tặng 5 tập sách sơ đồ mạch điện gửi tặng kèm theo máy tới anh em nhé. Đấy, còn những anh em nào mà mua sách riêng những cái sơ đồ mạch điện lẻ in màu thì mình vẫn cứ gửi riêng cho anh em nhé. Đấy, vừa rồi thì một số anh em có mua sách 5 tập sách sơ đồ mạch điện của mình. Đấy, và sau đó anh em lại có điều kiện anh em quay lại mua máy đọc lỗi của mình thì mình lại trừ tiền sách và tiền máy luôn, thì coi như là 5 tập sách sơ đồ mạch điện đấy mình lại gửi tặng luôn anh em nhé, coi như sách đó mình tặng. Đấy thì anh em nào nếu mà chưa có điều kiện mua máy thì anh em cứ mua sách trước được. Đấy thì tất cả tên tuổi địa chỉ số điện thoại thì mình cũng đều lưu lại. Đấy thì sau này anh em quay lại mua máy thì mình lại trừ vào tiền máy cho anh em nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng video này ở đây. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.